em đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chớ chiều em là gió lướt qua nhanh để anh động lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này, để một ngày nào kia con tim em lắng nghe nhìn thấy em lao đầu dũng khi nào để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Khó để chẳng lo một lời con gái em nói hạnh phúc đến khi cuối đời, bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chẳng cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Một nụ hồng thơm ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau.